Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay bên em lại review một cái mẫu micro rất là cao cấp anh em nhé, rất là mới, hàng rất là đẹp. Đấy. Con này mang nhãn hiệu PS800 của LX Aquatic. Anh em nhìn cái vỏ hộp nhìn chất lượng không? Một siêu phẩm anh em nhé. Đó. Tí nữa em sẽ alo thử cho anh em với tiếng mic. Giờ sẽ bóc hộp. Đó. Giờ sẽ bóc hộp cho anh em xem luôn. Đây. Đây có cái mặt đấy. Anh em thấy mặt chân mà. Đó. Quá đẹp luôn. Đây là cái mẫu micro phải nói là rất là hay. Đó. Anh em nào mà đang có nhu cầu thì anh em nên tham khảo cái mẫu này anh em nhé. Mở ra nó có một lớp xốp bảo vệ này. Đó. Wow, quá chất luôn. Mê ly luôn anh em nhá. Đó. Đầu thu này, tay mic này, phụ kiện này. Phụ kiện thì sẽ cho anh em xem. Ở đây nó có một cái jack, dây jack 6 ly này, anh em kết nối này. Từ đầu thu chúng ta kết nối ông vang. Đây là một cái cục sạc nguồn. Cục sạc nguồn này thì chạy điện 210V, 220V anh em nhé. DC. Điện 220V. Đây thì nó có hai cái chống lăn cho anh em, một cái thì màu xanh, một cái thì màu vàng. Đấy, bên cạnh này thì nó sẽ có cái tai này để chúng ta bắt này. Đấy, bắt vào vị trí bên cạnh này nhá anh em nhé, vào tai này. Đấy. Ở đây nó có hai cái dâu anten. Đấy, khá là chất. Anh em nhìn dâu anten đẹp mà. Hàng rất là chất. Con này thì chắc chắn với anh em một điều là sóng rất là khỏe. Ngoài ra nó có 4 pin anh em nhé. 4 pin đi kèm máy. Còn đây là cái tay mic đây, cho anh em xem luôn. Wow, quá chất luôn. Anh em nhìn chất nè. Quá phê luôn, lấy Aquatic anh em nhé. Quá đẹp. Tay cầm phải nói là rất là chắc chắn và rất là chuyên nghiệp. Đây là một cái dòng mic phải nói là quá chất luôn. Đấy. Cái đầu mic anh em nhìn thấy không? Nó được mài về đi nhìn trông rất là đẹp. Đấy. Nhìn rất là chất, rất là chuyên nghiệp. Đấy. Với cái dòng mic này thì nó có cảm biến gia tốc cho anh em. Dò sóng sạch và chế độ tự ngắt đầy đủ cho anh em nhé. Đây là cái đầu thu đây. Đó, sẽ cho anh em xem cái đầu thu luôn. Ui. Đó, đây đầu thu đây. Đây là to nhỏ này của mic này. Chỉnh. Đấy. Dò tần số chúng ta chỉnh bằng tay được. Đấy. Đấy, dò tần số bằng tay được. Set là dò tần số những tự động anh em nhá. Quá chất luôn. Thì cái mẫu micro này bên em hiện tại đang bán với giá là 3.600.000 đồng, giá khởi điểm cho anh em. Nó rất là chất, con này mặt màu đen. Đấy. Rất là phù hợp cho lắp tất cả các thiết bị. Đấy. Dàn karaoke. Đấy. PS800 cái lấy Aquatic ok chưa ạ? Quá mê ly luôn. Đó. Rất là xịn sò. Bảo hành chống hàng giả cho anh em nhé. Tem bảo hành chống hàng giả cho anh em. Ở đằng sau này thì nó có xem nào. Đấy, có hai cái đầu để chúng ta cắm dâu anten vào này. Một cái lỗ để cắm điện nguồn này. Sử dụng hai jack ca lông chuyên nghiệp để có khả năng là anh em chơi một ca một jack là chúng ta có thể cắm. Đấy, chúng ta có thể chơi là cắm dùng mic là reverb, có thể một mic là chuyên về eco anh em nhé. Đấy. Đây là độ nhạy đây, sensitivity đây. Đấy. Đấy, khá là cao cấp. Chính hãng của LX anh em nhé. Đấy, một dòng mic chính hãng. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ
cho lên và alo thử cái chất âm của bộ mic này cho anh em nghe. Và em vừa kết nối xong anh em nhé. Vừa kết nối ở đây thì em sẽ ghép thêm một con vang số JBL KX180 và một cục đẩy 8004XS của đẩy 4 kênh anh em nhé. Giờ sẽ bật nguồn lên này. Đó, bật nguồn lên này, ok chưa? Đó, em sẽ sử dụng một tay mic. Đó, alo thử tiếng mic cho anh em nghe nhé. Đó, anh em nhìn mic phê ạ, quá đẹp luôn. Lắp cái chống lăn vào, nhìn nó rất là chất lượng. Bật nguồn lên này. Đó, bật nguồn lên đúng không ạ? Mình này rất là nhẹ anh em nhé, tiếng cực nhẹ và rất là mềm. Con này phải nói là rất là bắt mic, rất là lịnh giọng, rất là lịnh giọng. 1 2 5 6 7 8 9. Ở đây chơi trên một cặp loa thôi anh em nhé, một cặp loa F12. 1 2 5 6 7 8 9. Anh em nhìn mini ạ, quá chất với một bộ mic rất là chuyên nghiệp. Rồi ok, thì bây giờ em sẽ karaoke thử một bài đi, một đoạn nhé, để cho anh em nghe. Để cho anh em nghe chất âm của tiếng mic này. Đó, mic này thì em mới nhập về thôi. Đó. Đây là một cái bộ mic là chúng ta có thể chơi sự kiện được, sóng rất là xa. Và con này thì nó có tự ngắt cho anh em đầy đủ anh em nhé. Đó. Sẽ chơi một bài xem. Những câu nói trên bờ môi, phải chăng người ơi trao riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ màng yêu. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi có tim thật thà. Nên mình tôi ôm lòng đau như những nhói. Quá là ok đúng không ạ? Sáng là như đêm là mơ, mơ tình ta xanh xanh như mai mây. Anh mãi chẳng xa, soi màn đêm, đưa tình yêu qua.
Vì sao người không nhận lời? Để tôi hoang mang các ngày. Anh đến sáu bảy tháng chín. Đó, vừa rồi thì cũng giới thiệu với anh em bộ micro PS 800 Click Acoustic rất là chất lượng anh em nhé. Thì anh em nào đang có nhu cầu mua những dòng mic chất lượng này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại thôi. Đây là một sản phẩm rất là chất lượng. Đấy, con này thì để dưới đây một tí tầm mấy giây nó sẽ tự ngắt này. Đó, như này nó tự ngắt này, anh em thấy không ạ? Đó, tự ngắt như này. Chúng ta sẽ động vào đây. Chúng ta sẽ động vào tai mic, nó không có tiếng lộp bộp nữa. Anh em thấy không? Đó, dòng mic tự ngắt luôn. Đó, khi cầm lên này, đó sẽ hiện đèn lên đúng không ạ? Đây, 6, 7, 8, 9. Đặt xuống này. Đặt xuống để một tí nhá. À, mấy giây đấy. Nó hiện cái mặt trăng này lên này là nó ngủ rồi anh em nhá. À, có nghĩa là nó ngắt. Rồi ok. Thì cũng rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bạn nào mà đang có nhu cầu mua những cái bộ micro chất lượng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em thôi. Giá bộ mic này báo giá lại với em đang là 3.600.000 đồng bao ship cho anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.